Chắc chắn đây sẽ là một chiếc xe mà rất nhiều quý anh chị sẽ dành sự quan tâm, bởi vì đây là một chiếc xe được mệnh danh là một ông vua về sự bền bỉ cũng như là tiết kiệm nhiên liệu. Với cái form dáng cũng như chất liệu của cái hãng Toyota Nhật Bản đã làm lên một cái chiếc xe đã đi vào lịch sử của hàng ô tô, đó chính là chiếc Toyota Vios. Chiếc xe này thì được sản xuất 2013, có nghĩa là phiên bản cuối cùng na răng thâm của cái hãng Nhật Bản trang trí cho chiếc xe này. Các bác thấy được là với cái form dáng của cái dòng phiên bản 2011 đến 2013 thì cái form dáng được đánh giá rất là cao. Nó không bị chật hẹp và cái chất liệu khung gầm cũng như là các chất liệu tôn vỏ của xe, nó được sản xuất tất cả các chi tiết là được trau chuốt hơn rất là nhiều và chất lượng hơn rất là nhiều so với thời điểm bây giờ. Vào thời điểm bây giờ thì những chiếc Vios đã kém dần đi rồi. Và tại sao nó lý giải một điều, đó là những chiếc Vios thời điểm trước luôn luôn được người sử dụng đánh lên một vị trí độc tôn, đứng đầu bảng. Không một hãng nào có thể vượt tầm được. Nhưng với thời điểm này thì với cái thời điểm mà công nghiệp hóa quá nhiều về những giá trị của những chiếc xe đã kém đi và Vios đã bị đánh mất thế độc tôn bởi Hyundai Accent hay là Honda, đúng không ạ? Chính vì thế cho nên là một điều giải thích đây là tại sao những chiếc Vios thời điểm này cái đời 2011, 2012 thì nó lại đứng vị thế hàng đầu, đúng không ạ? Và rất nhiều những tín đồ đang sử dụng những chiếc Vios này đều cảm thấy đây là những chiếc xe bền bỉ và chắc chắn. Vâng, những cái chất tôn, chất thép, khung gầm sườn của chiếc xe phải khẳng định nó quá là đẹp và quá là bền bỉ các bác nhé. Và chiếc xe này là một chiếc xe đẹp xuất sắc, khẳng định là hiếm có khó tìm. Xe một chủ từ đầu, đời 2013 các bác nhé. Đây các bác thấy được cái form dáng cũng như là cái lớp sơn xi của xe nó rất là đẹp. Màu đen là cái màu đẹp nhất rồi. Nó là cái màu thể hiện cho sự quý phái, sang trọng và khá là huyền bí, đúng không ạ? Và màu đen cũng là cái màu nó tôn lên cái dáng của cái chiếc xe Vios đời 2013 này. Na răng thâm, đèn thâm và đặc biệt các bác có thể nhận thấy được rằng là chiếc xe này là biển 99 một chủ từ đầu ở quê hương miền Quan Họ. Chiếc xe này là đăng ký lần đầu vào tháng 7 2013 và đến mãi tận bây giờ nó vẫn là một chủ từ đầu, xe của cán bộ huyện đi các bác nhá. Vâng, từ Sơn Bắc Ninh. Vâng, các bác thấy được rằng một chiếc xe như thế này nó là loại động vật quý hiếm. Nó sẽ là một sản phẩm sẽ làm cho các bác thổn thức và mong chờ. Và bây giờ các bác sẽ đi vào chi tiết phần gầm của chiếc xe Vios 2013 này để ta thấy độ chất của một chiếc xe một chủ sử dụng từ đầu các bác nhá. Vâng, và bây giờ ta sẽ đến phần gầm của chiếc Vios này. Vâng, em đã nói rồi, đây là một chiếc xe nồi đồng cối đá, một chiếc Vios thần thánh. Và thực sự đây là một cái phiên bản đẹp xuất sắc các bác nhá. Đẹp xuất sắc mà bên em đã mua được và nó sẽ được lột tả qua những video quay gầm chi tiết cho các bác đây. Đầu tiên các bác nhìn với cho em này, tất cả những con ốc này nó còn nguyên vẹn này. Đấy, nó sáng choang, cái chất tôn của cái chất ga để làm lên những cái chất máy này, nó là nguyên vẹn các bác nhé. Đây này, theo thời gian vững bền, cái chiếc xe này có 10 năm nữa thì nó vẫn còn di nguyên các bạn. Và dù có chạy 10, 20 năm nữa nhưng nó vẫn còn di nguyên. Máy số di tuyệt đối các bác này. Đấy, đấy là những cái chất lượng của những cái chiếc xe đã qua sử dụng và được sự thương hiệu Nhật và những dòng Vios nó đã gọi là thần đồng, nồi đồng cối đá và Vios thần thánh rồi. Các bác nhìn này, đấy đầu sắt xi này, nó nguyên zin và nguyên bản này. Tất cả các chi tiết em quay rất là kỹ để cho các bác có thể nhìn được ra được cái độ xuất sắc của cái chiếc xe. Đấy, quay từ dưới lên trên để các bác thấy được rằng nó là zin tuyệt đối. Từ những cái tấm nhựa này, nó còn nguyên bản này, chưa từng tháo mở này. Đấy, các bác thấy được là chủ xe đi rất là giữ gìn. Rồi từ những cái bộ phận càng A này, đấy, từ bộ phận càng A này, các bác nhìn này, những cái lỗ nó tròn xoay này, không hề có hiện tượng va đập, móp méo, đúng không ạ? Đấy, củ phanh thì thế này, củ phanh thì vàng vàng ươm này, các bác nhìn này, đấy, rất là chi tiết và từng những cái phần ốc bắt những cái bên ba đợt sốc cũng thế này, còn zin và nguyên bản này. Thực sự những cái chiếc xe đẹp, những chiếc xe chất, nó Vios thì người ta bán rất là nhiều nhưng mà để tìm được những chiếc xe chất lượng thì còn khá là ít, và những cái chiếc xe mà được gìn giữ qua một đời chủ thì phải khẳng định nó là của hiếm các bác nhé. Của hiếm, không phải là có tiền mà mua được đâu. Và với cái tầm tiền trên 300 triệu đồng thì rất nhiều khách hàng đang cầm ở trên tay
nhưng đang đi tìm mỏi mòn một chiếc xe chất lượng. Và đây các bác nhìn đấy, từng con ốc này ở dưới đáy tắc te này nó còn nguyên bản này. Đấy, các bác nhìn này, từng con ốc nó còn nguyên bản như thế nào, nó đẹp xuất sắc như thế nào. Đấy, đèn nháy các bác nhìn, hệ thống càng nghe hai bên đều giống nhau, tất cả các lỗ không tròn xoay và không có sự va đập gì cả, chuẩn mực các bác nhé, chuẩn mực. Và củ phanh thì vàng ươm theo năm tháng này. Đấy, lốp thì rất là mới, như em đã nói là lốp rất là mới luôn, chủ nhân mới thay. Các bác mua cái chiếc xe này về chỉ việc đi thôi, không phải làm cái gì cả. Của phần cua lốp phía trên này, đấy nó zin vào nguyên bản như thế này này. Đấy, các bác nhìn này. Đấy. Đấy, nhìn phía dưới nên rất là rõ. Đấy, phần đầu xe đã yên tâm rồi. Bây giờ ta sẽ nhìn phần thân xe, đó chính là cái phần sắt xi cũng như là phần khung sườn của xe. Các bác thấy được là tất cả các lưỡi ba bô lê nó không hề có va chạm. Ba bô lê này nó còn nguyên vẹn các bác nhé, xe một chủ đi cực kỳ giữ gìn. Và đặc biệt bất ngờ nữa, các bác nhìn ống xả này, nhìn cái đường ống xả, cái xe chạy ít nó còn trắng phau, các bác nhìn nó còn trắng phau đây, đấy cái đường ống xả trắng phau và bên phía bên trên này nó đỏ hồng. Đấy, chất lượng cái thép này người ta làm thực sự nó là tối tân, và cái chất liệu này nó sẽ bền bỉ mãi các bác nhé, bền bỉ mãi. Và ở đây các bác nhìn thấy này, sắt nó còn không có hề có hiện tượng mối mọt gì cả, nó còn rất là bền bỉ các bạn. Phải nói rằng nhà sản xuất đã sản xuất ra một cái dòng Vios nó quá là thần thánh như thế này. Đấy, phần lưỡi ba bô lê này. Những chiếc Vios này thì khi mà đã được đăng bài thì rất nhiều những khách hàng tin tưởng và ủng hộ. Và những khách hàng muốn tìm xe chất thì đây chính là một chiếc xe để các bác có thể xem thật là kỹ các bác nhé. Xem thật là kỹ để có thể nhìn được cái chất lượng của chiếc xe này. Ta sẽ tiến phần phía sau của xe. Đây các bác nhìn này, phần phía sau xe, cái phần càng phía sau này, tất cả là nguyên vẹn các bác nhé. Đây này. Đấy, tất cả là nguyên vẹn, cổ bô sáng choang. Các bác nhìn cổ bô sáng choang này, đúng không ạ? Đấy, phần tôn sắt càng phía sau này và ống xả phía sau này. Đấy, các bác nhìn cái đường ống xả này, nó đi sáng rực luôn các bác này. Đấy, phần củ phanh phía sau cũng thế này, cũng sáng choang luôn. Tất cả các hệ thống phanh sườn xe là nguyên bản các bác nhé. Đấy, sườn xe là nguyên bản, tôn thép ở phía trong xe là không hề có một tì vết gì cả, và vẫn còn không có một hiện tượng mối mọt. Với cái chất lượng vật liệu của hãng Toyota Nhật Bản thời điểm đó thì những chiếc xe như thế này nó còn bền bỉ vững bền các bác nhé. Phần phía sau thì các bác có thể nhìn thấy được rằng đây là phần càng phía sau, phần sắt xi phía sau nếu như nó bị hiện tượng thì chỗ này sẽ cong vênh. Và đây em sẽ quay cho bác như thế này để hoàn toàn yên tâm, không hề có hiện tượng cong vênh. Cua lốp vẫn zin này, cua lốp vẫn zin này các bác này. Đấy, phần phía sau này zin tuyệt đối các bác nhé. Và đây, đấy, quá xuất sắc đúng không ạ? Quá xuất sắc luôn. Vậy thì nếu như các bác yêu xe đẹp, yêu xe chất và muốn tìm một chiếc xe kịch độc thì đây chính là một chiếc xe đảm bảo được những yếu tố kịch độc đó. Đó là một xe một chủ sử dụng, cán bộ cực kỳ giữ gìn và còn nguyên bản đến 100%. Và với một chiếc xe này thì các bác sẽ sử dụng vững bền, chỉ việc đổ xăng là chạy thôi các bác nhé, không phải làm bất cứ một cái gì cả, bởi vì nó còn quá chất lượng và một dòng xe quá bền bỉ như thế này rồi. Đấy, các bác nhìn nó rồi. Vậy thì xong phần gầm rồi, bây giờ mời các bác tiếp đi đến các chi tiết tiếp theo để có thể là đánh giá sâu hơn và kỹ hơn về cái chất lượng của chiếc xe Vios 2013 một chủ sử dụng từ đầu này nhé. Vâng, và vừa rồi các bác đã vừa xem phần gầm của chiếc Vios và các bác sẽ thấy được cái độ chất của chiếc xe qua chi tiết về phần gầm, đúng không ạ? Tất cả những chiếc xe của xe Brame đều được quay rất là chi tiết, để khi các bác đã nói là xuất sắc, đã nói là kiểu của hiếm và nó là một cái đồ tốt thì chắc chắn là mọi chi tiết nó đều phải tốt, đúng không các bác ạ? Nó bỏ được, các bác bỏ đồng tiền ra nó phải xứng đáng. Những chiếc xe taxi dịch vụ, những chiếc xe mà qua quá nhiều đời chủ rồi thì nó không có đủ tuổi đứng trên cái hàng ngũ này các bác nhé. Vâng, của các cụ nói rồi, tiền nào vải đấy. Vâng, nó là chuẩn mực với những cái chất lượng mà chiếc xe em đang giới thiệu cho các bác ở đây. Các bác nhìn thấy tất cả các đường keo chỉ của xe là nó zin tuyệt đối các bác nhé. Nó zin tuyệt đối này. Đấy, tất cả mọi thứ này. Và các bác nhìn này, từng cái đường khuy cánh cửa và tất cả những con ốc của xe nó còn chuẩn mực như thế này. Và đây các bác nhìn này, từng những cái gân ở phía bên trong nó còn đỏ lom như thế này. Đấy, cái chất tôn, chất thép, tất cả những cái chất liệu viên nhật nhiên vật liệu của ngày xưa nó cứng cáp, nó không phòng phành như thời điểm này, và đó chính là làm nên cái chất lượng của chiếc xe. Các bác nhìn cái lớp sơn này, ngay cả từ cái sơn
của cái chất liệu ngày xưa nó cũng khác biệt với bây giờ. Cái lớp sơn mà qua quá trình 10 năm rồi mà nó còn nguyên bản được đẹp như thế này, và từng cái tấm nỉ ở cái lớp tấm ly nó cũng còn đẹp xuất sắc như thế này các bác này. Đấy, các bác nhìn thấy có phê không? Và các bác nhìn những cái phím ấm nó còn không bị phai mờ. Mấy chiếc xe này một chủ người ta chạy quá là dữ luôn. Đấy, từng cái chi tiết này. Cánh cửa lái là cái cánh cửa mở nhiều nhất cũng như là cánh cửa va chạm nhiều nhất. Nhưng mà các bác nhìn nó đẹp như thế này thì chắc chắn những cánh cửa về sau nó sẽ đẹp hơn như thế nữa. Chính vì thế cho nên là em Dũng chỉ có thể quay một cánh là các bác sẽ hình dung ra được các cánh phía sau. Và từng cái con ốc này các bác nhìn này, xe rất mộc nhé. Và nhìn này, ốc ác là còn zin nét luôn các bác này. Tất cả các chi tiết luôn. Và từ cái đường tam ly này nó không bị phai mờ luôn này các bác nhìn này. Đấy, từ cái lớp sơn nó còn xuất sắc được như thế này. Và đây ta sẽ xem tiếp nhé. Đây. Đấy, các bác nhìn này. Ngay cả từ những cái tem mà gì đây thay dầu mỡ người ta còn giữ được nguyên như thế này, rất là cẩn thận. Những cái người mà đã sử dụng dòng vay ớt này thì thường là các bác là những cái người gọi là giữ gìn. Đây các bác nhìn từ những con ốc này, nó còn nguyên bản này, tem mác của xe còn nguyên này. Xe sản xuất đời 2013 các bác nhé, phiên bản cuối cùng của cái phiên bản gọi là đậm chất Nhật Bản như thế này. Quá chất luôn. Và các bác nhìn thấy nội thất của xe này. Ghế da càng đét nhé các bác nhé. Ghế da càng đét đẹp xuất sắc, em đã khẳng định là hiếm có khó tìm mà không tìm được một chiếc xe nào đẹp như chiếc này xe này đâu. Và với cái tầm tiền mà em đang bán, khẳng định không một chiếc xe nào địch nổi về giá trị của chiếc xe. Các bác nhìn có thể đấy là hộp tì tay này. Hộp tì tay này, rồi sau đó tất cả từ những cái tay phanh này còn nguyên bản này, và tất cả các đường nét của xe. Củ số của xe còn zin nguyên, hộp số trang bị đó là 5 cấp. Và các bác nhìn thấy cái hộp số nguyên bản của nó còn đẹp như thế này, đúng không ạ? Xuất sắc. Và khẳng định là khi mà các bác xem chiếc xe này, nhiều bác sẽ phải mê đấy ạ, phải mê đấy. Này, các bác nhìn này, cánh cửa ở bên là phụ này nó cũng còn đẹp zin nguyên luôn. Và từng những con ốc của xe này em cam kết bảo hành là không có một tì vết các bác nhé. Các bác sẽ thấy từng cái chi tiết mà em quay nó rất kỹ như thế này thì các bác sẽ thấy được chất lượng của xe. Bản thân chiếc xe được trang bị hai túi khí, thích sự bền bỉ, yêu sự chắc chắn và giữ giá, thì đây chính là những chiếc vai ớt nó đúng những tiêu chí cho các bác. Và các bác nhìn vô lăng của xe này. Đấy, vô lăng của xe này các bác nhìn thấy chất không, nguyên bản luôn với chất liệu xe của hãng Nhật Bản. Đấy, các bác nhìn thấy cái logo nó theo năm tháng mà nó không bị một vết chợt nào cả, nó không bị bong cái lớp chrome mạ đây, bởi vì cái chất lượng mạ chrome của ngày xưa nó cao cấp hơn rất là nhiều, nó không bị ăn bớt. Và cái nhiên vật liệu để mạ nó cũng là chất liệu tốt, cho nên là theo năm tháng nó vẫn còn nguyên bản, nó không bị phai mờ. Xe vẫn xe được trang bị chìa khóa thông minh, chìa khóa điện này các bác nhé, bấm mở cửa chịu điện. Chủ nhân của chiếc xe này không độ bất cứ một đồ chơi nào, giữ nguyên bản, ngay cả từ mặt đồng hồ vẫn còn được dán nguyên tem các bác này. Và đây ta sẽ bật đồng hồ lên để xem chiếc xe này chạy bao nhiêu. 8,8 vạn các bác ơi. Vâng, 8,8 vạn, một năm không đi hết 1 vạn. Chiếc xe chạy quá ít các bác nhá. Vẫn là đầu đĩa DVD nguyên bản theo xe, hệ thống điều hòa cơ. Vâng, hệ thống điều hòa này đi 10 năm không hỏng các bác nhá. Vâng, 10 năm không hỏng, quá chất lượng luôn. Và tất cả mọi thứ là đẹp đẽ và sạch sẽ. Chân nỉ vẫn còn theo xe. Các bác nhìn hệ thống chân nỉ này, vẫn còn theo xe, đẹp xuất sắc như thế này đây. Vâng, một chiếc xe thì vay ớt thì thường là một chiếc xe nó vừa đủ để người sử dụng có thể sử dụng và không phải sửa chữa nhiều. Thì những chiếc vay ớt này nó cũng tuân thủ đúng theo cơ chế như thế. Chủ xe cứ nên xe là chạy và giữ gìn sạch sẽ, bảo hành bảo dưỡng đúng chất lượng xe. Ghế da nó còn đẹp xuất sắc như thế này các bác này, nội thất thì sạch sẽ này. Và tất cả các chi tiết về an toàn kỹ thuật của xe, từ những con ốc xe em quay rất kỹ cho các bác nhìn này, nó không có một tì vết gì về tháo mở nhé. Đấy, 4 cánh cửa em quay đầy đủ và tắm ly cửa này không có một vết xước luôn. Phải nói là chủ xe là cái người mà rất là cẩn thận, cán bộ người ta đi chỉ từ nhà đến cơ quan thôi. Và các bác là những người chỉ có tầm tiền mà nhô 300 một chút thì đây chính là một chiếc xe mà các bác có thể là ăn chắc mặc bền. Vâng, ăn chắc mặc bền và đi nó rất là tiết kiệm nhiên liệu. Vâng, chiếc xe này thì 310 triệu đồng. Vâng, em khẳng định các bác này em không bán dưới giá 300 nhé. Nếu bác nào mà trả giá dưới 300 thì xin lỗi các bác đi chọn xe khác. Vâng, khẳng định là như thế, bởi vì những chiếc xe đẹp này em không bán rẻ được. Bởi vì bản thân những người ta có những chiếc xe đẹp, những chiếc xe giữ gìn gần chục năm người ta mới bán đi để người ta đổi xe mới. Thì người ta không thể bán rẻ được. Đây các bác nhìn này, chất liệu tôn thép nó trắng quắc như thế này, theo thời gian tất cả những con ốc cánh cửa nó còn zin nguyên như thế này. Chính vì thế cho nên là mua vì cái đẹp
và các bác cũng thế thôi. Nếu các bác muốn mua cái đẹp thì các bác phải mua đắt lên một tí. Không thể mua những cái loại taxi dịch vụ chạy bét nhà rồi thì cái giá trị của nó khác biệt hoàn toàn các bác nhé. Và mong rằng các bác hiểu được điều này. Và giá bán của bên em đang công khai là 310 triệu đồng và chỉ ra Lộc thôi. Bác nào mà gọi điện bớt thì em xin phép chiếc xe này là không bớt được. Và nếu bác nào mà cảm thấy thiện chí thì gọi điện cho em Dũng theo số hotline 0964 834 834, thì chắc chắn các bác sẽ cảm thấy rằng đây là một chiếc xe mà các bác đã tìm rất lâu rồi. Đã tìm rất lâu rồi, bây giờ mới tìm được một chiếc xe đẹp như thế này. Từ thân vỏ, máy móc, gầm bệ, khung sườn và nội thất không có một điểm gì để chê cả các bác nhìn này. Đấy, bây giờ em sẽ bật cái cốp lên để cho các bác nhìn nhé. Bốn lốp còn gần như là lốp mới này. Bốn lốp mới này, la răng thâm này. Vâng, bốn bánh ABS này, bản E-Sin. Xe không một ngày taxi dịch vụ, xe chạy có hơn 8 vạn thôi, chưa đến 9 vạn. Một chiếc xe mà khẳng định rằng cái độ xuất sắc của nó ở cái tầm gọi là cao cấp nhất và của hiếm có, khó tìm, không tìm được một chiếc thứ hai. Vâng, không tìm được một chiếc thứ hai xuất sắc như chiếc xe này. Các bác có thể nhìn cái độ chất chát của chiếc xe này, nó phải khẳng định nó quá chất luôn. Đẹp dã man con ngan các bác nhá. Vâng, đẹp dã man con man. Và chiếc xe này chỉ dành cho người yêu cái đẹp và những người muốn sở hữu sự xuất sắc với tầm tiền hợp lý. Bởi vì của rẻ thì không thể có giá cao và của tốt thì không thể có giá thấp được, đúng không các bác? Ta phải tuân thủ theo đúng quy trình. Vâng, đẹp thì ta phải bán giá chuẩn, giá gắt. Còn lại xấu thì có thể giá nào cũng bán. Và tiêu chí của chiếc bán chiếc xe này của em cũng thế. Muốn tìm các bác thiện chí sau khi quay khá là chi tiết. Và nếu như bác nào thực sự thiện chí, alo cho em bớt lọc cho các bác và các bác mang chiếc xe này về sử dụng. Và các bác sẽ cảm nhận được cái chất lượng của chiếc xe nó như thế nào. Và bây giờ ta mở cốp và mở phần máy ra để quan sát phần cuối cùng các bác nhé. Vâng, đây là cái phần khoang cốp của cái chiếc Vios đây, các bác nhìn này. Tất cả các đường nét của xe này, cái bo viền phía sau này. Và tất cả kính của xe là zin nét 100% kính sau thì nó sẽ có màu đỏ được các bác nhé. Tất cả các gần như các tất cả các loại xe là đều là kính hãng này, bản TSG này và là kính có màu đỏ. Và tất cả các đường keo chỉ của xe là zin nét hết này. Các bác nhìn này. Đấy. Tất cả là zin hết, zin 100% luôn. Vâng. Đấy, các bác có thể nhận biết được cái chất lượng của xe bên em bán ra này, tất cả là zin 100% luôn. Và đây, tất cả đường bo viền của xe, đường sắt đinh xe là nguyên vẹn nha các bác nhé. Và bây giờ ta sẽ xem cái phần cốp để đồ. Thì chủ nhân cũng đã nót thêm một cái lớp nỉ này. Đây, tất cả cốp để đồ các bác nhìn này. Cái đường keo ở phía dưới nó còn nguyên bản này. Đấy, nó không có va chạm gì các bác nhé. Đấy, đồ đạc còn để nguyên này. Đấy, những cái đồ cua lốp, kích lốp ở bên này này. Và nốc sư cua còn nguyên các bác nhá, nguyên bản luôn. Và tất cả các đường khe kẽ của xe là chuẩn mực và đẹp luôn. Bốn lốp mới nha các bác nhá. Đây, lốp mới tinh, bốn bánh ABS. Và từng chi tiết. Đấy, cứ ăn chắc mặc bền thì các bác mua cái này. Wow. Và chọn xe đẹp mà mua các bác nhá. Đừng chọn những cái xe mà giá nó rẻ mà xe nó nhỏ. Về các bác đi, các bác sử dụng mất đồng tiền ra sử dụng nó rất là bực các bác ạ. Đây, đời 2013 các bác nhá. Đấy, kính lái này, tất cả phần đầu xe vẫn còn nguyên tem mác các bác này. Đấy, cabo của xe vẫn còn nguyên tem mác này. Và zin em bảo hành từ nguyên zin, từng keo chỉ nhá. Ốc cabo chưa tháo này. Đấy, và phần máy của xe và phần đầu xe này, tất cả những con ốc phía trong này vẫn còn zin nguyên này. Đấy, phía trong này bẩn là chuyện bình thường thôi ạ, đúng không ạ? Đấy, các bác nhìn những con ốc tai này. Và phần lốp, phần cua này, các bác nhìn này. Tất cả zin hết, phần đèn zin này. Đèn zin của nó phải có cái màu bạc bạc như thế này các bác nhé. Đấy. Và ta sẽ đi vào phần máy của xe này. Các bác nhìn chân máy này. Đấy, nó hơi phớt màu, đúng không ạ? Hơi phớt màu. Và nó còn con ốc zin chưa từng tháo mở các bác nhìn. Và các bác nhìn đấy, những con ốc này. Đấy, những con ốc này. Này, các bác nhìn này. Nó nguyên bản luôn này. Này. Zin đét đèn đẹp luôn các bác nhé. Zin đét đèn đẹp luôn. Tất cả phần máy xe nó tuyệt đối. Đây, các bác nhìn này. Máy rất là sáng đúng không ạ? Chạy cực kỳ êm. Đối với Vios thì đối khối động cơ 1.5 máy Nhật thì các bác biết rồi, nó nổ thì thầm. Nó nổ thì thầm luôn các bác nhé. Và đây phần đèn này, hai phần đèn nó là phần đèn zin, nó sẽ có màu trắng bạc như thế này. Đấy, và xương răng của xe là zin tuyệt đối các bác nhé. Đấy.
Này. Phần phía trong này. Tất cả là còn zin tuyệt đối các bạn. Và với chiếc xe như thế này thì hoàn toàn yên tâm. Và như các bác đã biết rồi, chiếc xe này thì đẹp thì không thể rẻ được, đúng không ạ? Và là một chiếc xe một chủ sử dụng từ đầu. Xe của một cán bộ tỉnh Bắc Ninh ở huyện Từ Sơn. Và sử dụng từ đầu đến giờ, không taxi, không dịch vụ 1 giờ. Thì sử dụng từ nhà tới cơ quan. 4 bánh ABS đang thâm, xi nhan tích hợp chân cương, sơn xi đẹp xuất sắc và zin nguyên 100%. Đăng kiểm và phí đường bộ đến tận tháng 10 năm 2022. Và bên xe và đam mê, số hotline của em Dũng 0964 834 834. Bán chiếc xe này với giá 310 triệu đồng. Và em muốn tìm được bác nào thực sự muốn mua chiếc xe chất lượng và mua một chiếc xe đẹp với giá tiền hợp lý. Vâng, như em đã nói, nếu bác nào mà trả dưới giá 300 triệu thì xin phép là em không thể bán được. Vâng, nên các bác đừng gọi điện và trả giá, nó mất thời gian. Bởi vì chiếc xe đẹp không thể bán giá rẻ. Vâng, còn nếu bác nào mà thiện chí cảm thấy chi tiết mà em quay là nó xác thực và nó là chuẩn mực thì các bác có thể là điện thoại trực tiếp với em. Sau đó là em sẽ chốt cho một mức giá ra lộc thôi các bác nhé. Ra lộc để cho may mắn, không thể đúng không ạ? Để nó may mắn và vào việc. Và lúc đấy các bác khẳng định với các bác là các bác sẽ mua được một chiếc xe thật là đẹp và đúng ưng ý mà một chiếc xe mà các bác đã đi tìm bấy lâu nay. Một chiếc xe với giá tiền trên 300 triệu đồng, là một cái thương hiệu Nhật Bản, là một chiếc xe máy lành, thân vỏ lành, nội thất rộng rãi và tiết kiệm nhiên liệu với thời điểm bây giờ. Vâng, nó rất nhiều những cái được các bác nhé. Và chỉ cần sự quyết đoán của các bác thôi. Vâng, xin cảm ơn và xin chào tạm biệt tất cả các bác. Và yêu xe đẹp và muốn xe chất. Cảm ơn các bác. Và các bác biết rồi, buôn xe đẹp thì không thể lãi được nhiều đâu. Vậy cho nên các bác không thể trả giá sâu được. Đó là một điều khẳng định là như thế. Cảm ơn các bác.